Đừng lợi dụng tôi vì lợi ích của đảng của anh. Tôi không phải là công cụ cho đảng của anh. Áp vết của cô đã được xuất hiện rồi. Tất cả những gì tôi có thể nói là xin vui lòng tham dự lễ phát Savitri ngày mai. Mọi người sẽ nhìn ăn trong lễ phát Savitri. Nhìn cái người lại biến nó thành nơi tụ họp công khai. Anh thậm chí có biết nhìn ăn là có ý nghĩa gì không? Savitri đã làm điều đó cho sát Yavan. Cô ấy đã chiến đấu với thần chết và cứu lấy chồng của mình. Phụ nữ nhìn ăn vào ngày đó là để ở bên chồng mình trong 7 kiếp. Dạ tôi phải làm việc này như thế nào đi? Tôi có nên làm điều đó cho anh không? Chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta sẽ kết thúc mối quan hệ này sau 6 tháng nữa thôi. Cần gì phải nhìn ăn cho 7 kiếp? Dù sao giữa chúng ta cũng không có gì hết. Khi nền tảng của một mối quan hệ là một lời nói dối, thì nó chỉ tồn tại trong một khoảng khắc chứ không phải là 7 đời. Trên cơ sở nào mà ngày mai anh muốn tôi phải làm điều đó? Tôi phải nhìn ăn để tiếp tục mối quan hệ này sao? Anh đã mất tất cả các quyền để yêu cầu tôi phải làm gì rồi. Tôi không đến vào ngày mai. Tôi không thể làm bất cứ thứ gì cho anh. Đi thôi mọi người ơi, hãy làm nhanh lên, buổi lễ sắp bắt đầu rồi. Được rồi, ta đang đến đây. Chúng ta đã sẵn sàng rồi, đi nào. Phi Chi Gia cũng đang đến. Được rồi, hãy về xe đi. Được rồi. Ô, tuyệt vời. Chú Vì Lát sẽ rất ấn tượng với thím đó. Mà thím ơi, chị Si đi đâu rồi? Chào qua, đi thôi, đang đợi gì vậy? Được rồi, cháu đang đến đi. Được. Thím ơi, xin hãy kiểm tra xem chị Si đi đang ở đâu và đưa cái này cho cháu đi. Hãy kêu chị ấy giúp cháu. Nhanh lên thím ơi. Mẹ ơi, cha có sao không? Cha cảm thấy thế nào rồi? Đừng lo lắng con yêu, ông ấy đã ổn rồi. Si đi, ta biết rằng con khá hiện đại, nhưng giống như con đã hoàn thành mọi nghi lễ, hãy hoàn thành nghi lễ nhìn ăn đi. Shiva là một người chồng rất tốt. Con sẽ nhìn ăn vì anh ấy phải không? Hãy vì chồng của mình con yêu. Chị đi thân yêu. Mẹ ơi, con sẽ gọi lại cho mẹ sau. Dân, thím đã đến tìm con. Cháu sẽ đi với chúng ta chứ? Ta biết Si đi thân yêu, điều đó rất khó khăn đối với cháu. Nhưng không biết vì sao, ta lại cảm thấy nhất định cháu phải tiến hành nghi thức này. Thím ơi, lễ nhịn ăn này có ý nghĩa rất lớn đối với một cặp vợ chồng. Nó được thực hiện để chúng ta sống với nhau thêm 7 kiếp. Làm thế nào cháu có thể thực hiện nghi thức này cho một ai đó
mà chỉ có thể sống với nhau trong 6 tháng. Thậm chí chúng cháu không thể sống với nhau 7 tháng chứ nói chi 7 kiếp. Vậy thì cháu có nên làm điều đó không? Ta hiểu. Cháu nói hoàn toàn đúng, CD. Tuy nhiên, trái tim của ta nói rằng dù thế nào đi nữa thì cháu cũng sẽ đến và thực hiện nghi lễ này. Cháu không thể biết được, có thể bằng cách thực hiện nghi thức này, một điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra. Có thể có một cuộc khởi đầu mới cho cuộc sống của cháu thì sao? Thím là một người rất cao thượng. Đó là lý do tại sao thím nhìn thấy mọi thứ trong cuộc sống đều tốt đẹp. Nhưng thím ơi, con không thể. Ta hiểu. À đúng rồi, ta gần như quên mất, cháu đã không ăn gì từ hôm qua. Hôm qua cháu cũng đã chưa ăn gì cho đến bây giờ rồi phải không? Ta sẽ mang một cái gì đó cho cháu. Hạ nói với ta cháu muốn ăn gì nào. Cháu sẽ không ăn đâu. Thím đi đi, thím sẽ muộn mất. Lễ nhịn ăn đã được bắt đầu rồi. Nếu như cháu muốn tham gia thì hãy đến cùng chúng ta. Được chứ cháu yêu? Hãy tham gia cùng chúng ta. Mẹ Shiva, Chúa chúc lành cho con. Chúng ta đi thôi mẹ, xe đã sẵn sàng rồi. Shidi có đến chứ? Dừng cho qua, chị Shidi sẽ không tham gia buổi lễ. Em đã đưa mẹ của anh, thím và cả Sono đi rồi. Chuyện gì vậy? Mẹ, thật ra con đã giấu điều gì? Ba Vi, nhìn anh ấy đi. Anh ấy là Shiva của chúng ta. Cả thị trấn này sợ hãi anh ta. Và Shiva tội nghiệp không thể nói bất cứ điều gì với người vợ yêu dấu của mình sao? Không mẹ ơi, không phải như vậy. Nói cho ta biết sự thật, con đã cãi nhau với Shidi phải không? Không mẹ ơi, Shiva, ta là mẹ của con. Ta có thể đọc điều đó trong đôi mắt của con và hiểu được những gì con đang trải qua. Con không thể giấu bất cứ điều gì với ta. Hãy gọi cho Shidi. Ta sẽ nói chuyện với con bé được chứ, nhanh lên. Mẹ ơi, gọi cho cô ấy ngay lập tức. Shidi, ta đi. Akabai, cô có khỏe không? Cô sẽ tham dự buổi lễ nhịn ăn của ta chứ? Cô đã sẵn sàng chưa? Shidi, tôi đã nghe nói rằng cô không muốn tham dự buổi lễ tôn kính này của tôi. Bà đã nghe đúng rồi. Sự hiện diện hay dáng mặt của tôi cũng sẽ không ảnh hưởng đến buổi lễ. Cô có đủ thông minh để biết liệu nó có tạo nên sự khác biệt hay không mà, phải không? Cô nghĩ sao? Cô có nghĩ rằng bằng cách đọc một vài cuốn sách, cô sẽ hiểu mọi thứ về công việc của chúng tôi sao? Hãy lắng nghe tôi một cách cẩn thận đi. Cô phải có mặt ở buổi lễ tôn kính của tôi và cô phải đến đây. Bà đang đe dọa tôi sao? Cô đã nói gì vậy? Shidi, tôi là Akabai Sanai. Tôi không đe dọa một ai. Phải rồi, tôi biết cách thu hồi nợ. Và cô nợ tôi
Cô không nhớ rằng tôi đã nói với cô rồi sao? Tôi không tính nợ bất cứ ai. Và cô cũng nói rằng cô cũng không tính nợ ai. Cô quên rồi sao? Món nợ giữa chúng ta. Tôi rất biết ơn bà vì đã đưa cha tôi ra khỏi tù. Tôi sẽ mang ơn bà về điều này. Akabai biết rất rõ dây và trả. Tôi không tính nợ bất cứ ai. Ngay cả tôi cũng không tính nợ bất cứ ai. Mẹ của Rurajat, Akabai, Akabai. 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 Kính chào Chúa Rurajkwara. Quang hô. Các chị em thân mến của tôi, tất cả các bạn đã tập trung ở đây trong một cuộc họp của tôi. Tôi thật sự rất cảm động. Như tất cả mọi người đã biết, chúng tôi đang kỷ niệm lễ Vashaviti. Nhiều năm trước, Saviti đã nhịn ăn cho chồng của cô ấy, Satyavan. Và cô ấy đã đưa anh ấy trở về từ cõi chết. Kể từ đó, chúng tôi, những người phụ nữ nhịn ăn vì hạnh phúc của chồng mình. Vì vậy, các chị em thân mến, nhân dịp tốt lành này, tôi, Akabai Sanai, đã mang đến một thẻ SIM miễn phí cho tất cả mọi người như là một món quà dành tặng cho phụ nữ. Miễn phí. Và bạn sẽ nhận được 2 ghi dữ liệu miễn phí mỗi ngày. Vì vậy, các chị em ở đây, bạn có thể gọi cho chồng của mình bao nhiêu tùy thích và gọi video cho họ. Không ai có thể ngăn cản bạn làm điều đó. Tôi đã làm điều này cho các bạn bởi vì tôi biết rằng phụ nữ có khả năng làm mọi thứ. Và chúng ta sẽ làm tất cả vì chồng của chúng ta. Vì vậy, hãy làm những gì mà các quý bà muốn. Đúng. Xin chào ông Nabat. Các chị em ơi, các chị em có thấy ngày này kỳ diệu như thế nào không? Quên đi tất cả sự khác biệt giữa chúng ta. Đối thủ của tôi, ông Nabat, cũng đã đến đây tham dự buổi lễ này. Vì vậy Nabat, ngay cả ông cũng đã ở đây để nhận thẻ SIM miễn phí sao? Akabai, có lẽ cô đã quên. Cô đã gửi cho tôi một lời mời. Nếu như cô không hài lòng thì tôi có thể quay về. Cô chỉ cần nói như vậy thôi. Không không không. Hả, lại đây đi. Ngay cả ông cũng nên xem mọi người đã triệu tập như thế nào trong một buổi họp của tôi. Hãy nhìn xem, Rurajat nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Akabai, cô muốn kiểm soát Rurajat phải không? Đầu tiên, cô nên kiểm soát con dâu của mình. Cô ấy đâu rồi? Cô ấy không có ở đây phải không? Làm thế nào cô có thể bắt đầu buổi lễ nhịn ăn
trong khi không có mặt của con dâu cô. Không phải là Sidi Sivalatka sẽ khai mạc buổi lễ ngày hôm nay sao? Cô ấy đâu rồi? Con dâu của Hakaba Sidi đâu rồi? Akaba không thể thực hiện nghi lễ mà không có con dâu của mình phải không? Sidi đâu? Buổi lễ này sẽ không thể bắt đầu được. Akabai, những người phụ nữ ở đây đang bồn chồn. Họ đã đợi rất lâu rồi, vậy chúng ta có nên bắt đầu buổi lễ này không? Không. Shiva. Shiva, phẩm giá của ta đang nằm trong tay của con. Shidi đâu? Hãy nhìn xem, những gì đã xảy ra ở đây, giữa sự kiện này. Nếu Sidi không xuất hiện ở đây, thì danh tiếng của ta sẽ bị hoen ố, con hiểu chứ? Nếu như không muốn ta bị bể mặt trước mọi người, thì con phải phá vỡ sự cố chấp của vợ con. Hãy đưa cô ấy đến đây ngay lập tức, để hoàn thành buổi lễ này. Bà Vi, dừng từ Akabai, lấy một ít Gary. Gary, cho bà sao? Chỉ cần làm như những gì tôi nói thôi. Cô Vichaya, cô Malidi, cô đã đến rồi. Đúng, tôi đã đến. Sidi đâu? Con bé chắc hẳn phải đi với mọi người chứ. Lấy nó, đưa chúng cho Sidi. Shiva, con là người như thế nào vậy? Ta có nên dạy dỗ con cách dỗ vợ không? Con gái sẽ luôn thích những thứ đồ như vậy. Đúng, đưa những bông hoa này cho Sidi đi và giúp cô ấy mặc chúng. Cô ấy sẽ rất vui. Vậy sau đó hãy mang cô ấy đến đi. Được rồi, đi đi. Cố lên. Nghe đây Shiva, như ta đã nói với con rằng danh tiếng của ta đang nằm trong tay của con. Danh tiếng của ta sẽ bị quen ố nếu như cô ấy không xuất hiện ở đây. Giờ con biết điều đó sẽ là gì không? Con biết mà. Con cũng biết rằng ta không thể chịu đựng được bất kỳ sự sỉ nhục nào. Con hiểu điều đó chứ?